Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chuyên mục kể chuyện vụ án trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những câu chuyện phá án ly kỳ, những góc khuất của thế giới ngầm và hành trình truy tìm công lý đầy cam go của các cơ quan điều tra. Hành vi của hung thủ manh động và tàn nhẫn đến mức nào? Hậu quả của vụ án là gì? Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau vụ án này và cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về ai là thủ phạm. Nhiều năm về trước, người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ đã chứng kiến một vụ án mạng rùng rợn, sát hại một con người vốn đã là hành vi động trời. Ấy vậy mà kẻ sát nhân kia còn thản nhiên phân nạn nhân thành nhiều phần, rồi vứt rải rác ở nhiều nơi. Người ta đặt câu hỏi, nguyên nhân nào đã khiến hung thủ có thể xuống tay tàn độc như vậy? Đêm giáp Tết năm 2011, người dân khu Đầm Triều thuộc Kiến An, Hải Phòng chìm trong giấc ngủ say. Bên ngoài trời mưa lất phất, gió rít từng cơn liên hồi. Bất giác không gian vắng lặng bị khuấy động bởi tiếng ai đó vứt một vật nặng xuống đất. Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2011, một công nhân vệ sinh môi trường đi vào bãi đất trống nằm kẹp giữa các căn nhà ở khu Đầm Triều. Khi tiến lại gần giữa bãi rác tự phát, anh này thấy lấp lò dưới lớp mùn cưa, một đôi chân như chân người lộ ra. Thông tin được báo về Công an quận Kiến An và Công an thành phố Hải Phòng. Có mặt tại hiện trường, ngay cả những chiến sĩ dày dặn trận mạc nhất cũng phải rùng mình bởi sự kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Dưới lớp rác lấp hờ là một người phụ nữ. Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không có quần áo, chân có vết thương. Tình trạng nạn nhân được cho là đã thể hiện rõ ý đồ che giấu của hung thủ. Vào thời điểm này, các điều tra viên Công an Hải Phòng nhận định đây không phải là hiện trường chính của vụ án. Hung thủ đã xuống tay với nạn nhân ở một nơi khác, phân thành nhiều phần rồi mới đem đi phi tang. Ban chuyên án quyết định mở rộng vùng tìm kiếm. Vài giờ sau, cách khu vực phát hiện nạn nhân một đoạn, các trinh sát tìm thấy chi trên của nạn nhân được bọc trong một túi ni lông màu đen và bộ quần áo dính huyết. Hung thủ đã gói ghém và vứt dưới một miệng cống của công trình xây dựng. Bộ phận giám định cho biết, nạn nhân ngoài 30 tuổi, hung thủ ra tay sau bữa cơm tối khoảng 3 giờ và được phát hiện sau khi qua đời trên 35 giờ. Việc tìm ra danh tính nạn nhân giờ đây là mấu chốt để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, ở thời điểm phát hiện, Công an Hải Phòng gần như không thu thập được thông tin gì có giá trị. Câu hỏi được đặt ra là người phụ nữ này là ai, vì sao bị sát hại? Mâu thuẫn nào để hung thủ có thể ra tay tàn độc đến như vậy? Ban chuyên án kiên trì không ngừng nghỉ. Hơn nữa, đây là thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Các thành viên trong ban chuyên án đều tự nhủ phải nhanh chóng phá giải vụ án mạng nghiêm trọng này để trả lại công lý cho người đã khuất và cũng làm yên lòng người dân. Sau cùng, danh tính nạn nhân cũng đã được xác định. Nạn nhân là chị NTTH, sinh năm 1973, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chị H có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, vốn là quả phụ từ lâu. Nhà chỉ còn chị và cậu con trai khi ấy mới 17 tuổi, sống nương tựa vào nhau. Có một điều không thể thiếu trong công tác điều tra phá án của các cán bộ khi tiếp nhận bất kỳ vụ án nào, đó chính là việc tiếp cận các thông tin từ người dân. Đây có thể nói là khâu quan trọng và góp phần rất lớn trong việc đưa sự thật ra ánh sáng. Chính vì lẽ đó, việc phân nhánh điều tra dò xét tin tức từ người dân quanh khu vực khu đất trống này nhanh chóng được triển khai. Cũng từ đó, một số đối tượng nổi cộm đã được đưa về cơ quan chức năng yêu cầu phối hợp lấy lời khai. Trong số nhóm đối tượng này có Nguyễn Dũng Giang, chủ một cửa hàng quần áo, gần nơi tìm ra nạn nhân. Suốt thời điểm xảy ra vụ án, ai ai cũng bàn tán tỏ vẻ quan tâm. Thế nhưng, ông chủ của cửa hàng thời trang này thì gần như im lặng, có vẻ sự kinh hoàng mới được tìm thấy ngay đối diện nhà mình cũng chẳng làm anh ta có chút cảm xúc nào. Thời điểm đó, Giang khai mới thuê căn nhà này làm cửa hàng được khoảng một năm, có một nhân viên nữ. Khi các trinh sát hỏi các thông tin liên quan đến vụ việc, Giang tỉnh bơ, đối đáp rành mạch. Tuy vậy, thái độ của người này tạo ra cảm giác nghi ngờ. Trong cửa hàng của Giang, công an không phát hiện điểm đáng nghi, nhưng khi đi tới phần bếp, một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Căn bếp này có biểu hiện vừa được cỏ rửa rất kỹ càng, cạnh đó có một chiếc búa và một con dao to bản cũng đã được rửa sạch bằng xà phòng. Rõ ràng những việc trên là sự bất thường có chủ đích. Trong lúc nói chuyện với Giang, các trinh sát còn để ý thấy tay gã đàn ông này có một vài vết xước chảy máu. Giang giải thích là do ngăn kéo bị kẹt nên gây ra vết thương ở tay. Thế nhưng, khi trinh sát sờ vào chiếc ngăn kéo này, mọi thứ di chuyển trơn tru. Trong suốt cuộc nói chuyện, Giang giữ thái độ bình thản. Mọi câu hỏi đều được gã đưa ra đáp án, nghe có vẻ hợp lý.
Thế nhưng những dấu vết kỳ lạ trong căn bếp của cửa hàng Giang dường như đã trở thành bằng chứng tố cáo về một tội ác kinh hoàng đã từng xảy ra tại đây. Ban chuyên án bước đầu đã có những thông tin dẫn tới việc khẳng định Giang có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, khi được triệu tập phối hợp điều tra, Giang tỏ ra lì lợm, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Cho đến khi các cán bộ nhắc đến tên chị Hát, hắn bỗng chốc thay đổi hoàn toàn thái độ. Khuôn mặt gã tím ngắt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Ấy vậy nhưng hắn vẫn ngoan cố đến cùng. Sau nhiều đấu tranh, cuối cùng khi biết không thể trốn tránh được, hắn liền bịa ra một câu chuyện với rất nhiều lỗ hổng phi lý. Giang khai rằng, chị Hát có đến cửa hàng mình cùng với một người đàn ông khác để hỏi mua gà chọi cho con trai. Sau đó, gã đã mượn chiếc xe máy của chị. Kể từ đó, gã không hề hay biết chuyện gì nữa. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ cũng như những chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được, Giang nhận thấy không thể chối được tội tình, hắn thay đổi lời khai của mình. Giang khai, khi chị Hát đến cửa hàng, lợi dụng lúc hắn sơ hở đã có hành vi lấy trộm tiền và bị hắn phát hiện. Trong lúc cự cãi, hắn đã ra tay với nạn nhân. Tuy đã nhận mình chính là hung thủ, nhưng dường như trong lời khai của Giang vẫn còn đang cố gắng che đậy một điều gì đó. Lúc này, Giang chẳng hề sợ sệt hay có biểu hiện ăn năn hối cải nào. Hắn còn thản nhiên nói rằng bản thân chẳng thiếu thốn gì và việc phạm tội chỉ là hành vi trong cơn nóng giận. Sở dĩ Giang không bỏ trốn vì còn bận làm ăn buôn bán, và lại trốn thì khác nào tự nhận mình là có tật giật mình. Sau nhiều quanh co chối cãi, cố tình khai báo gian dối, hòng trốn tội cũng như khiến quá trình điều tra thêm phần khó khăn, Giang đành phải cúi đầu nhận tội trước cơ quan điều tra. Sau đó, 5 thành viên của ban chuyên án đã áp giải Giang đến vị trí hắn đã cất giấu phần cơ thể nạn nhân trong một chiếc túi ni lông màu đen. Như những thông tin đã thu thập được, Giang không phải là người Hải Phòng. Nhiều năm trước, gã từ Hải Dương dạt về đất Cảng để làm ăn sinh sống. Ban đầu, Giang làm cho một rạp chiếu phim, nhưng bản chất của Giang là ham chơi lười lao động nên anh ta chẳng trụ được lâu. Giang chuyển qua học lái xe, rồi tiếp tục làm thuê. Sau nhiều năm bôn ba, Giang lấy vợ và được bố mẹ vợ cho ở rể, được cho căn nhà tại quận Hải An. Đến khoảng năm 2008, Giang đi lái taxi. Dù được gia đình quan tâm, nhưng Giang thường xuyên đánh vợ. Về sau này, Giang còn có thói trăng hoa, cặp kè với nhiều người phụ nữ. Cuộc sống gia đình Giang cứ thế trở nên nặng nề. Đến năm 2010, thì vợ chồng hắn ra tòa, ly hôn. Trở thành kẻ độc thân, Giang cũng chẳng ngó ngàng gì tới con cái. Thậm chí sau ly hôn, Giang từng đòi gia đình vợ phải chia cho mình số tiền lên tới vài chục triệu đồng. Giang thuê căn nhà ở số 676 Trường Chinh, Kiến An và mở cửa hàng bán quần áo. Thời điểm này, thông qua một người bạn, Giang biết và vay của chị Hát một khoản tiền nhỏ để kinh doanh. Nhiều lần chị Hát gọi điện đòi tiền nhưng Giang không trả. Cận Tết, hàng hóa thì ế ẩm, Giang lại bị đòi nợ nhiều nên gã nảy sinh tà ý. Giang phát hiện chị Hát có xe máy mới và đồ trang sức nên âm thầm nung nấu ý định đen tối trong đầu. Gã ra chợ mua chiếc búa đinh đem về cất trong nhà. Tối ngày 5 tháng 1 năm 2011, Giang gọi điện bảo chị Hát qua cửa hàng của mình, nghĩ sẽ lấy được nợ. Chị Hát chẳng mảy may nghi ngờ mà lên đường đi ngay. Tại cửa hàng, Giang và chị Hát nói chuyện với nhau vài câu. Nhân lúc chị Hát không cảnh giác, hắn đã dùng chiếc búa tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, Giang kéo chị Hát vào bếp thì phát hiện chị Hát vẫn còn sống nên đã tiếp tục tấn công đến khi nạn nhân gục hẳn. Tiếp đó, Giang mang chiếc xe của chị Hát ra bãi trong xe rồi quay lại nhà trọ của mình tìm cách phi tang. Giang trấn lột toàn bộ tài sản của chị Hát rồi cởi bỏ đồ và phân mảnh nạn nhân rồi đem đi vứt rải rác ở nhiều vị trí khác nhau. Phần thân không toàn vẹn của chị Hát bị bỏ ở bãi đất trống, phủ phôi bảo lên trên. Vì vết huyết trên người nạn nhân đã được hung thủ tẩy rửa sạch nên khi thoạt nhìn, nhân chứng phát hiện ra sự việc mới nhầm tưởng đây là mannequin bị vứt bỏ. Sau khi thực hiện tội ác, Giang mua một chiếc sim rác nhắn tin vào số điện thoại của nạn nhân với mục đích để con trai của chị nhận được tin nhắn thông báo sẽ đi Lạng Sơn vài ngày nên không phải lo lắng. Đứa con trai mới 17 tuổi vẫn đinh ninh mẹ mình vẫn an toàn và đang đi chơi xa ở đâu đó. Buổi tối ngày xảy ra sự việc đau lòng, cậu bé nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó rồi vội vàng lái xe một mình ra đường dù thời điểm đó đã khá muộn. Trước khi đi, chị Hát dặn dò con trai rằng người ta trả nợ nên phải tức tốc đi luôn. Ở nhà khá buồn, cậu bé xin mẹ cho mượn điện thoại để chơi điện tử trong lúc chờ mẹ về. Thế nhưng chẳng thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cậu nhìn thấy mẹ. Trong quá trình tìm hiểu thông tin vụ án này, có một chi tiết khiến nhiều người phải lạnh gáy. Đó là nhà của Nguyễn Dũng Giang, chỉ cách nhà Nguyễn Đức Nghĩa, thủ phạm vụ phân mảnh tương tự ở khu chung cư Trung Yên tại Hà Nội, chỉ một đoạn ngắn vài trăm mét.
Khi được hỏi có đọc báo đăng vụ Nguyễn Đức Nghĩa không, Giang trả lời hắn không đọc một dòng thông tin nào hết, không xem internet, cũng không đọc báo giấy, nhưng có nghe dư luận ồn ào và biết rất rõ vụ án Nguyễn Đức Nghĩa. Hắn bảo hắn không học theo Nguyễn Đức Nghĩa mà chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn trốn tránh pháp luật thì phải phi tang nạn nhân để lực lượng điều tra khó lần tung tích. Nhưng hắn đã nhầm. Trước sự quyết tâm của các điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm thì tội ác nào cũng bị đưa ra ánh sáng. Đó là điều tất nhiên và là công lý ở đời. Thời gian sau, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Giang được đưa ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, Giang vẫn thể hiện là kẻ lưu manh có hạng khi tiếp tục chối tội. Nhưng những bằng chứng được thu thập đã không để một kẻ máu lạnh như Giang có thể thoát thân. Giang bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng kết án tử hình về hành vi tội ác trời không dung, đất không tha ấy. Ngoài ra, hội đồng xét xử buộc Giang phải bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng tiền mai táng phí, 49,8 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và trợ cấp 2 triệu đồng trên tháng cho con trai nạn nhân cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.